Ngày 8 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đơn vị chủ đầu tư cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về sự cố ngập cục bộ trên đường cao tốc phạm vi km 25+419 thuộc gói thầu 2XL, dự án cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, nguyên nhân bước đầu xác định gây ra ngập cục bộ mặt đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây là do mưa lớn trong thời gian ngắn. Nước sông Phan dâng cao chảy ngược vào hạ lưu cống km 25+419, kết hợp nước từ thượng lưu không thoát được qua cống, chảy tràn lên mặt đường. Để tránh tái diễn tình trạng ngập trên cao tốc, đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất giải pháp trước mắt là khẩn trương thanh thải lòng sông Phan, chặt cây, thanh thải đất sạt lở. Phạm vi từ hạ lưu cống km 25+419 trên sông Phan đến hạ lưu cầu sông Phan, đề phòng mưa lớn bất thường xuất hiện. Tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho rằng giải pháp thanh thải dòng sông của đơn vị tư vấn thiết kế chưa đảm bảo độ tin cậy, không dự báo được hiệu quả của phương án. Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch cũng như tìm ra nguyên nhân chính xác của việc ngập nước để có giải pháp triệt để, Ban Quản lý Dự án Thăng Long sẽ cùng với các bên liên quan tổ chức thuê đơn vị tư vấn độc lập, chuyên ngành về tính toán thủy lực, thủy văn để khảo sát tính toán làm cơ sở đề xuất phương án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, báo cáo trước ngày 20 tháng 8. Trước đó khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn km 25, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xảy ra ngập cục bộ khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.